Kính chào quý vị đến với khung thời lượng quen thuộc của bản tin 141. Chương trình do Đài Hà Nội phối hợp với Công an thành phố thực hiện. Mở đầu bản tin sẽ là phần nhật ký 141 với những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả chiếc ví gồm nhiều giấy tờ tùy thân và tiền cho người dân bị đánh rơi. Cụ thể, chiều ngày 2 tháng 9, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, cán bộ đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khi đang thực hiện nhiệm vụ công tác trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã phát hiện một chiếc ví bị rơi trên đường. Bên trong có chứa nhiều tiền và giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, Trung tá Tiến đã liên hệ với Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình để thông báo với chủ tài sản. Đến ngày 5 tháng 9, chủ nhân của chiếc ví đã đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội để nhận lại tài sản. Người đàn ông đã xúc động bày tỏ lòng cảm ơn tới cá nhân Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, cũng như tập thể cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông thủ đô, những người đã hết lòng vì nhân dân phục vụ. Hôm nay mùng 5 tháng 9 là ngày kết thúc đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, cũng là ngày học sinh các cấp nô nức tới trường chào đón năm học mới. Ngay từ sáng sớm, áp lực giao thông đã xảy ra trên nhiều tuyến đường, nhất là tại những điểm có nhiều trường học. Để đảm bảo cho lộ trình di chuyển của người dân được thuận lợi, các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội đã có những phương án, kế hoạch cụ thể ngay từ nhiều ngày trước. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các đại biểu tới tham dự lễ khai giảng cũng đặc biệt được quan tâm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin 141 tại một số điểm trường trên địa bàn thủ đô. 6 giờ 30 phút tại khu vực cổng trường chuyên Hà Nội Amsterdam, các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an địa bàn đã có mặt để điều tiết giao thông quanh khu vực cổng trường. Lực lượng phương tiện được triển khai đồng bộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường theo đúng chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự cho học sinh đến trường là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của học sinh, sinh viên, đặc biệt là việc giao xe của phụ huynh cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Ngày người dân trở lại thủ đô cũng như là học sinh là đến trường dự lễ khai giảng thì là tập trung toàn bộ lực lượng để đảm bảo sao cho giao thông được thông suốt, an toàn. Thì chúng tôi cũng luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm tốt nhất để phục vụ người dân trên mọi tuyến đường cũng như là các cổng trường để làm sao các cháu đón kỳ khai giảng được vui vẻ và cái thứ hai là phấn khởi. Nhìn chung, tình hình giao thông tại các điểm trường sáng nay khá dễ chịu. Để có được kết quả này là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng cảnh sát giao thông, công an các phường, xã, thị trấn, thanh tra giao thông và lực lượng tại chỗ địa phương chốt chặt tại các khu vực điểm trường có nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm. Tôi thấy năm nay là tất cả vấn đề an toàn giao thông của các trường và cái khai giảng của năm nay là tương đối là ổn định. Có các cái lực lượng hỗ trợ như của dân phòng này, an ninh trật tự của phường và các lực lượng chức năng của phường cũng như của quận và của thành phố là cũng tham gia là hỗ trợ rất tích cực, cho nên là tương đối là cái buổi sáng ngày hôm nay khai giảng ấy thì là tôi thấy đường phố và các cái điểm trường là tương đối là thông thoáng. Tôi nghĩ rằng bước sang năm mới mà năm học mới thì tất cả các con phải đi học là phải đội mũ bảo hiểm và phải có người lớn để mà đi kèm theo. Đồng thời ở ngoài đường thì đề nghị các đồng chí công an cũng như là đội trật tự an toàn giao thông của các khu phố là phải đến cái giờ mà các cháu tan trường thì cái đội tự quản này nên có mặt để mà hướng dẫn giao thông để cho giao thông được thông suốt. Hòa cùng không khí hân hoan đón chào năm học mới trên khắp cả nước, hơn 2 triệu học sinh thủ đô náo nức tới trường tham dự lễ khai giảng. Ngày khai giảng năm học mới 2023-2024 đã diễn ra trong an toàn, không xảy ra sự cố phức tạp nào. Các đơn vị, lực lượng cũng đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, để ngày tự trường của học sinh thủ đô diễn ra trong niềm vui, phấn khởi của mọi nhà, mọi người. Lừa đảo qua mạng ngày càng nở rộ với nhiều thủ đoạn chiêu trò tinh vi. Để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, lực lượng chức năng đã khuyên cáo người dân các biện pháp ứng phó. Theo đó, có 3 nhóm đối tượng lừa đảo chính, đó là giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài sản và các hình thức kết hợp khác với tổng 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam. Đặc điểm chung của các thủ đoạn lừa đảo đó là các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, tài khoản mạng xã hội ảo, website giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin của người bị hại. Cơ quan chức năng khuyến cáo khi nhận được những cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp bị nghi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.
Một thông tin đáng lưu ý đối với những người sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android, theo các chuyên gia bảo mật, một loại mã độc có tên MMRAT phát tán trên điện thoại Android thông qua những kho ứng dụng giả mạo Google Play. Mã độc này lợi dụng dịch vụ trợ năng trên điện thoại Android, từ đó đánh lừa nạn nhân cấp quyền truy cập thiết bị khi tin tặc kích hoạt thiết bị từ xa, mở khóa và thu thập thông tin bao gồm dữ liệu mạng, màn hình, pin, danh bạ hay nội dung tin nhắn. Thậm chí, mã độc này còn có thể truy cập vào các ứng dụng ngân hàng để đánh cắp tiền trong tài khoản. Trong những vụ cháy từ các kho hàng, xưởng sản xuất ở khu dân cư, nguy cơ cháy lan là rất cao. Đặc biệt là thời điểm cuối mùa mưa bão, người dân thường có tâm lý chủ quan. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho các nhà xưởng, cơ sở sản xuất là vấn đề được cảnh sát phòng cháy chữa cháy đặc biệt quan tâm. Một buổi kiểm tra đột xuất an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở nhà xưởng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Nam Từ Liêm. Những buổi kiểm tra đột xuất như thế này giúp các chủ xưởng tự ý thức được việc phòng chống cháy nổ ngay cả khi không có sự giám sát của lực lượng chức năng. Bên cơ sở in ấy thì cũng đã lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy, có thể làm thêm cả những thiết bị trên mái và cả những cái bình chữa cháy nữa rồi. Ở trong ngõ xóm các thứ mình cũng tham gia tuyên truyền, bên hội phụ nữ thì cũng tuyên truyền ở ngõ xóm hôm trước, tháng trước cũng đã tham gia ở đây rồi. Thì mấy cả các đồng chí bên quận này cũng hướng dẫn, bên mình cũng tham gia tập huấn rất đầy đủ. Nói chung cũng cố gắng để hoàn thiện ở một mức tốt nhất. Trong thời gian chờ thu gom, lượng giấy vụn này được cơ sở tập kết ngay khu vực ổ điện. Chỉ một tia lửa điện nhỏ, đám cháy có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nguy cơ thì là vậy, nhưng lối thoát hiểm cũng chẳng đảm bảo. Con người phải được đảm bảo an toàn và là số một. Thế vì thế, đối với những cơ sở kho xưởng trên như thế này thì tôi luôn luôn phải yêu cầu cơ sở phải mở được lối thoát nạn thứ hai và bố trí sắp xếp hàng hóa làm sao cho đảm bảo chiều rộng lối thoát nạn không bị cản trở và các cửa thoát nạn thì không bị chèn khóa. Đấy thì khi mà cháy thì cái khói khí độc xảy ra rất là nhiều. Đấy thì vì thế cái tầm nhìn nó sẽ rất là hạn chế. Thế cái lối thoát nạn đặc biệt quan trọng đối với một cơ sở. Hiện nay trên địa bàn phường Xuân Phương có 370 cơ sở kinh doanh sản xuất, trong đó có nhiều hệ thống kho xưởng đan xen ở các khu dân cư, hình thành các chuỗi kho. Thế nhưng có tới 129 cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn cháy nổ. Đối với các cái nhà xưởng mà còn chưa đảm bảo thì có thể là gia cố thêm các cái khung sắt để đảm bảo mà khi mùa mưa bão xảy ra thì nó không bị bong, ví dụ như tốc mái hoặc là bị sập đổ. Thứ hai là về phòng cháy chữa cháy thì đối với các cái này thì phải thường xuyên là chuẩn bị và kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của mình. Trong trường hợp mà không may có xảy ra thì chúng ta cũng chủ động là chữa cháy tại chỗ trước. Tôi cũng rà soát xem là hệ thống kho này thì cái đối tượng quản lý như thế nào, có đủ điều kiện thẩm duyệt không. Thế còn nếu như không đủ thì cũng đã có những cái giải pháp như là tạm đình chỉ hoặc đình chỉ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẵn sàng có những cái phối hợp với các cái đơn vị chức năng ở trên quận và các cái cơ sở mà đối với cái mô hình cháy kho này thì hơn lúc nào hết là cái việc mà để xử lý dập tắt đám cháy tại gốc và nhanh thì phải có các cái hệ thống như là hệ thống máy xúc ủi, là những cái cơ sở mà sẽ phối hợp với các lực lượng phòng cháy cháy khi xảy ra cháy tại kho tàng bến bãi này. Với lượng hàng hóa lớn tập trung, nếu không may xảy ra cháy tại các chuỗi kho xưởng sản xuất thì thiệt hại về tài sản thường rất lớn. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ kho xưởng cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, bên cạnh đó trang bị đầy đủ những trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết để kịp thời xử lý ngay từ ban đầu nếu không may có xảy ra cháy nổ. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bản tin 141 ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.